tức thiệt á, chắc thắng rồi mà lại bị thua. Ừ, đúng là tức thiệt luôn á. Ủa, mà mấy bữa trước mình đem con gà này đá với tụi trong xóm, trận nào cũng thắng hết, mà sao hôm nay nó lừ đừ như bị bệnh vậy á? Chắc là tại mày chăm sóc nó không kỹ càng cái gì, cho nó ăn bậy bạ nên nó yếu xìu vậy nè. Làm như có chuyện đó, tao chăm sóc nó kỹ lắm. Vậy mày nói tao nghe coi, từ tối qua tới sáng hôm nay mày cho nó ăn cái gì? Thì cũng bình thường thôi, tao cho nó ăn trùm. Trời ơi, tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, mày phải cho nó ăn ếch nhái cốc nè, mày phải giải nhỏ ra cho nó ăn, hiểu không? Nó mới có sức. Rồi lâu lâu á, mày phải cho nó ăn lòng đỏ trứng gà nữa, nó mới khỏe được, nó mới đánh đấu mới được, hiểu không? Cái gì? Trứng gà nữa hả? Ừ. Mẹ tao với tao còn có trứng để ăn, mới chỉ con gà. Ở hàng kia, thôi đi chung đội đi chứ. Ừ, chung đi. Thì tụi bay cũng phải từ từ chứ, để tụi tao mới có tiền nó mới chung được chứ. Từ từ cái gì? Thôi đi chung liền đi. Thì cũng từ từ chứ, lúc tụi bay thua, tụi bay có chung liền không? Ê thằng kia, tao chưa nói tới mặt mày, tránh ra coi. Mặt tao là sao? Tụi bay đừng có tưởng á là đông á là thấy được tao nha. Mày muốn biết hả? Để tao cho mày biết. Biết cái gì? Thằng này không có nhịn đâu ha. Không nhịn hả? Không nhịn, hôm nay tao cho mày nói đòn. Cô ơi, 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 mà kéo nhau ra để đánh lộn là sao? Tụi con đi về đi. Con không thương mẹ cho nên con mới nghỉ học rồi con ra đây con đánh nhau với bạn nè. Tại sao vậy hả? Tại sao con không nghe lời mẹ vậy Hiếu? Tôi không thích học á. Tôi nghĩ á, mẹ không quân thì cho tôi nghỉ luôn đi. Hiếu! Hiếu! Con có bệnh không vậy? Không, tôi buồn ngủ. Ăn uống cái gì chưa mà ngủ? Mà sao mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời con không ăn vậy Hiếu? Ủa, mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Ngán muốn chết luôn nè. Bị mùa này làng mình thu hoạch hết trơn rồi, người ta đâu có mướn mẹ mần cái gì đâu. Mẹ phải qua tới làng kế bên mẹ mần. Ở bên đó thì cũng không có được bao nhiêu tiền hết. À, cũng may nhà mình còn cái xào bắp nè, cho nên thôi con ăn bắp đỡ nghe. Nha con. Đây nè, rồi cái con ăn bắp đi. Cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á, cái mẹ làm thịt cho con ăn nghe. Nè con. Thôi tôi không ăn đâu. Nè, thôi không mấy ăn với mẹ ha. Mẹ bẻ ra nè. Ngon không? Bắp mẹ trồng là ngon nhất xứ này mà. Ăn đi nghe nè. Ăn xong rồi cái ăn luôn nửa trái này nghe. Mẹ lấy để dành cho con đó. Nghe không? Mẹ đi xuống bắt miếng nước coi. Mẹ sao vậy? Mẹ không sao, ăn đi, không sao. Mẹ lãng quả là bị bệnh đó nha. Về đây. Sao tự nhiên chóng mặt quá vậy? Mẹ nằm xuống đi. Mẹ phải đi đứng cẩn thận, bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm chút à, mẹ khỏe à. Ê, Hiếu. Ê, tụi tao mượn đang chiên cá ngoài nướng cá ngoài kìa. Nhanh lên, tao mày đi ra ngoài nhanh lên. Mà, mày nhớ không? Mày nói một cái là tụi nó đưa mày liền.
Nhanh lên, tao mày đi nhanh lên. Đúng rồi đó, sao mày giỏi vậy? Trời ơi, mấy bữa nay bụng tao không có miếng thịt miếng cá nào luôn. Tao đang thèm nó lắm luôn á. Thôi tao biết rồi, đi nhanh lên, tụi nào hết bây giờ. Đi đi. Hiếu ơi, nhanh lên. Ủa? Cô Lan, cô đi đâu đây? Trời ơi, tôi qua bên nhà anh mà anh đi rồi. Anh ra chợ ha, cho tôi gửi chục trứng gà bán giùm tôi ha. Ừ, được rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ bán giùm cô. Dạ. Hôm trước tôi ghé nhà cô, tôi thấy cô nuôi mấy con gà cũng trọng trọng rồi đó. Cô có muốn bán luôn không? Để tôi đi rồi tôi xách ra chợ luôn ha. Dạ thôi, mấy con gà đó để cho thằng Hiếu nó ăn, chứ lâu lắm rồi nó đâu có ăn thịt cá gì đâu anh. Cô để con gà cho thằng Hiếu ăn. Dạ. Gà của cô mà. Cô Lành à, tôi thấy dạo này cô cũng xanh xao lắm đó. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình, nhớ phải uống thuốc men cho nó đầy đủ, đừng có ỷ y nha. Dạ. Nhất là cô đi mận, cô đừng có ráng quá nha. Không ráng sao được anh. Ôi, làng mình mùa này đâu có cái gì để mừng đâu. Tôi mấy bữa nay phải đi qua tuốt bên làng bên để đi xây bột cho người ta đấy chứ. Ráng làm để nuôi Hiếu nó ăn học. Làm thì cũng không được nhiêu tiền đâu, nhưng mà thôi kệ. Còn nhiều lo cho nó hết trơn rồi, bởi vì tôi đâu có thuốc men gì được. Bởi vì tôi nói rồi mà cô không chịu nghe tôi. Tôi thấy thằng Hiếu nó có chịu học đâu, mà cô cứ cho nó đi học. Phải chi cô để số tiền đó để bồi bổ cho mình có phải hay hơn không? Tôi thấy cô mẹ quá, con côi. Trong làng này thì cô chỉ sống của mình ơn, không có bà con thân thích gì hết. Rủi cô có bị gì, rủi cô bị bệnh thì ai lo cho thằng Hiếu? Ráng làm lo cho con anh ơi. Tôi chủ yếu là cho nó có cái chữ, để sau này nó thoát khỏi cái cảnh nghèo giống như mình. Ô mà thôi, nó học được nhiêu hay nhiêu, còn không được thì thôi, biết làm sao giờ. Thiệt tình, tôi không có đồng tình với cách thương con, chiều con của cô đâu. Thì ốm đau bệnh hoạn mà phải cán đáng đủ thứ hết, từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện trong nhà tới ngoài ngõ. Còn thằng Hiếu thì nó đã lớn rồi, vậy mà nó cứ ăn chơi lêu lỏng, để cô cán đáng hết mọi chuyện. Tại anh ngó thằng Hiếu nó lớn xác vậy chứ nó còn nhỏ xíu à. Thôi kệ nó đi. Thôi, tôi đi mừng, để không thôi bị la. Anh lo tranh thủ đi ra chợ đi, để không thôi hết chợ đó. Vậy cô Lành đi cẩn thận nha. Ừ, thôi tôi đi nha. Cô Lành, cô bị sao vậy? Cô Lành, bơi người ta, bơi người ta. Cô Lành, bộ mày tránh đi nè Hiếu. Thì chứ dễ gì nữa, mẹ tao mất rồi, tao cũng chẳng có bà con thuộc gì ở đây, nên tao phải đi thôi. Nhưng đây là nhà của mày, mày định đi luôn nữa? Biết vậy, nhưng tao chẳng có nghề gì, tao cũng chẳng biết làm gì. Ở đây rặn chết đói hả mày? Mày nói tao mới nhớ, trong xóm này á, mày quậy là số 1. Ai cũng sợ mày hết, mày mà xin việc làm được đâu mới sợ. Ủa, mà mày định đi đâu mới được chứ? Ừ, thì tao định lên Kinh Thành. Đi lên Kinh Thành? Ừ. Lên chợ làm cái gì? Tao nghe nói mọi người ở trên Kinh Thành ai cũng giàu có, không có nghèo như quê mình. Trên đó kiếm việc gì cũng dễ, nên tao sẽ lên đó kiếm việc làm. Mày nhắc tao mới nhớ nha, ông Tức tía thằng Sủ đó mày biết không? Mỗi lần ông lên Kinh Thành á, ông đeo cái bao bao đồ quý này nè.
Hèn chi bây giờ ông giàu với cái làng mình rồi. Ủa mà tiền đâu mà đi lên kinh thành? Lúc mẹ tao mất, người dân trong làng có giúp đỡ ít tiền, bây giờ còn dư chút lĩnh chắc cũng đủ lộ phí. À mà mày đi với tao không Tèo? Đi thì tao muốn đi theo mày rồi đó, nhưng mà má của tao á bả làm gì tao đi theo mày. Mà bây giờ mày đi á, tao còn có một mình ở đây à, tao đang lo nè. Mày lo chuyện gì? Thì bây giờ mày đi rồi, còn một mình tao à, tao đi bắt cá bắt chim nè, đi với mày quýnh lộn với thằng tụi thằng xấu đó. Trời ơi, bây giờ mày đi rồi, tao còn có một mình nè, tao sợ tụi nó ăn hiếp tao á. Công nhận cũng tội mày thiệt, nhưng tao biết làm sao bây giờ. Nhưng mà tính mày nhát gan lắm, mày tránh đụng chuyện với tụi nó thì tụi nó không đánh mày đâu. Tao đâu có ngu mà đụng chuyện tụi nó làm gì. Mà mày lên kinh thành á cũng đừng có đụng chuyện với ai nha. Thân mày thấy cô á, mày chởn có một mình á, đừng gây chuyện với ai nha mày. Tao không có sợ nào hết, mày đừng có hù tao nha. Thôi tao đi. Điều trời đang mưa gió như vậy mà con định đi đâu hả? À, mẹ con vừa mới qua đời, sao con không ở lại để lo việc thờ cúng mà cứ khăng khăng lời đi là sao hả Hiếu? Ở nhà có tiền bạc gì đâu mà thờ cúng. Thôi chú đừng có cản tôi nữa, tôi đi nha. À tôi gửi nhà cho chú, tôi lên kinh thành kiếm việc làm, chừng nào giàu tôi về tôi báo ơn cho chú. Hiếu, cái thứ làm biếng như con thì làm được cái gì mà đòi có tiền có bạc hả? Mày đặt đòi lên kinh thành rồi nữa. Tại chú thương mẹ con nên chú thương con, chú mới khuyên con nên ở lại. Chứ cái thứ bất hiếu bất nhân như con thì dù có chết đói chết lăn chết lóc ở ngoài đường thì cũng không ai cần đâu. Chú thôi đi nha, nãy giờ tôi nể tình chú thương mẹ tôi mới để chú chửi vậy á. Còn nếu không thì con sẽ làm gì chú hả? Con mà tèo bỏ ra đi. Hiếu, cô Lành ơi, tôi không khuyên bảo gì được thằng Hiếu rồi cô Lành ơi. Phải làm gì đây? Phải rồi, mình phải kiếm việc làm. Kiếm việc làm thì mới có tiền, thì có tiền thì mới lên kinh thành được. Nhưng mà mình phải làm gì đây? Mình đâu biết làm gì đâu. À, hay là mình cứ xin đi, xem có ai cần thì mình làm. Mày con cái nhà ai mà nằm đây? Dậy dậy dậy. Dậy cho tao dọn hàng. Dậy. Trời ơi. Chú có cần người làm không chú? Con làm cho. Con đang muốn kiếm việc làm. Con không lấy tiền công đâu. Con chỉ cần chú cho ăn qua ngày thôi. Trời ơi, tao không cần đâu. Đi. Ôi.
Chú, cho con làm đi chú. Trời ơi tao đó. Đi 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 đi. Đi lẹ đi. Xin miếng bánh nha cô. Con muốn ăn bánh này hả con? Dạ. Nè cô cho con cái nha, ăn nha con. Dạ không cô. Cha mẹ đâu á mà để con lang thang đói khổ vậy, phải đi xin ăn. Thiệt là. Bà chủ ơi, nhỏ này nó nhỏ nó ham chơi bỏ nhà đi quan chứ cha mẹ nào đi bỏ con. Nó đúng không? Tội nghiệp. Thấy thương ghê luôn. Bà muốn ăn không? Dạ, dạ thôi, con không có đói, bà ăn đi. Quăng lại gần đây. Coi bộ dạng con đói dữ lắm rồi, phải không? Con ăn đi. Dạ thôi, con không ăn đâu, bà ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói thôi. Dạ, cảm ơn bà. Mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời, con không ăn gì hết. Ủa? Mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Nghe muốn chết luôn nè. Không, con ăn bắp đỡ nha. Nghe con, cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á, cái mẹ làm thịt cho con ăn. Nghe, nè con. Thôi tôi không ăn đâu. Bà ơi, bà làm con nhớ đến mẹ con quá. Mẹ con cũng hay cho con ăn bắp, không bà vậy á. Mẹ con đâu rồi? Mẹ phải đi đứng cẩn thận. Bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm chút rồi. Mẹ khỏe. Ê, Hiếu. Ê, vào mửa đang. Chiên cá ngoài, nướng cá ngoài kìa. Tụi nó ăn hết bây giờ. Đi. Hiếu ơi, nhanh lên. Mẹ con chết rồi. Tội nghiệp. Mẹ con chết cho nên con mới ra nông nổi như vậy phải không? Thôi con đừng có buồn. Chắc là mẹ con ở trên trời cũng theo dõi con để phụ độ cho con gặp nhiều may mắn. Mẹ ơi, bây giờ con mới biết mẹ thương con bao nhiêu. Mẹ, con về với mẹ đây. Mẹ ơi. Con trai ngoan của mẹ. Mẹ vui lắm khi biết là con đã hiểu được tình thương của mẹ dành cho con. Con ngoan hãy về nhà. Lục trong áo gối của mẹ có một loại hạt nhỏ. Con hãy gieo hạt nhỏ đó xuống đất. Ngày ngày con nhớ tưới nước, bón phân,
chăm sóc thật kỹ. Sau này nó sẽ sinh sôi ra nhiều hạt vàng nhỏ nữa. Hạt vàng này sẽ giúp cho cuộc sống của con sau này. Trời sắp sáng rồi, mẹ phải đi. Con trai ngoan nhớ lời mẹ dặn nhé. Chừng nào mà hạt giống xanh sôi nảy mầm thì lúc đó mẹ sẽ được mãn nguyện. Bởi vì mẹ biết rằng con đã báo hiếu cho mẹ. Mẹ đi nghe. Mẹ giận, phải về nhà tìm hạt giống. Tao phải đi liền thôi. Ê, Hiếu, Hiếu. Ờ, sao nè? Tao với mày đi ra đầu làng đi. Tụi nó ngoại á, à, đá gà kìa. Trời ơi, đồ này lớn lắm á nha. Thôi, mày đi đi. Tao còn cút đất nữa. Trời ơi, tao không hiểu sao nha. Mày suốt ngày cứ hết cút đất, rồi đào cỏ, hết làm cỏ, lại cút đất làm cỏ hoài. Bộ mày không biết chán hả? Mà sao mày làm hoài vậy? Tao hỏi mày sao mày không trả lời? Thì mày không thấy hả? Thì tao đang cuốc đất, làm cỏ nè. Thì tao biết rồi. Tao thắc mắc á, là từ trước giờ mày đâu có siêng năng như vậy đâu. Hồi đó đó, mày đâu có làm những chuyện này đâu. Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Thôi mày đi đi, cho tao làm việc. Ê, bộ mày được má mày báo bộng cho mày biết á, là chỗ dấu vàng hả? Hả? Ừ, thì mẹ tao về báo mộng cho tao. À, mà mày làm không? Làm. Đào kiếm được vàng thì tao chia cho mày. Ừ, được 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 được. Nè nè, mày làm đi. Ờ, thôi. Tao không biết cuốc đất đâu. Thôi mày làm đi. Tao với mày á là bạn chí cốt được hồi nhỏ đúng không? Ừ. Thì á tao đi đâu á cũng rủ mày đúng không? Hôm nay mày không đi thì tao đi một mình. Thôi mày đi ha. Ừ. Ê, mày nhớ kiếm được vàng á, nhớ chia cho tao cho mày. Ừ. Ngon ngon, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm.
Cái này mà bóc vỏ ra đó, mình có thể ăn được đó. Khi mẹ còn sống, mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ mẹ không còn trên cõi đời này nữa, mẹ vẫn lo cho con. Mẹ sợ con đói nên cho con những hạt giống này để nuôi sống đời con. Tình thương của mẹ bao la như biển trời. Thì cũng nhờ con chịu thương, chịu khó, thức đêm thức hôm để chăm sóc cho các hạt giống này nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Hiểu, chú rất mừng khi thấy con đã thay đổi. Con đã là một chàng trai rồi. Ở nơi suối vàng, mẹ con cũng sẽ rất mừng. Ê Hiếu, mày giấu đâu á? Mày trồng mấy cây này phải không? Ừ. Tao thử miếng nha. Ngon không? Ngon á. Ê, đây là vàng của mẹ mày, để lại cho mày đúng không? Ừ, đây là những hạt vàng, tài sản quý giá nhất của mẹ tao để lại cho tao á. Còn quý hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời này. Khi mày thu hoạch á, mày nhớ cho tao chút xíu nha. Ừ, chắc chắn á là tao sẽ cho mày. Và cho cả làng luôn. Kể từ đó, Hiếu đem những hạt giống phân phát cho mọi người cùng gieo trồng, ngày càng nhân rộng ra mãi. Mọi người thu hoạch hạt lúa, tách bỏ vỏ, lấy được hạt gạo, đem hạt gạo nấu thành cơm. Hạt gạo từ đó cũng trở thành một thứ lương thực thiết yếu gắn bó với chúng ta hàng ngày. Người ta còn xây hạt gạo thành bột để chế biến rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, nuôi sống con người cho đến ngày hôm nay.